Xin chào anh em, hãng xe Ford đã chính thức trình làng mẫu xe bán tải F-150/2024, phiên bản cải tiến với nhiều nâng cấp đáng giá tại thị trường Mỹ. Theo đó, mẫu xe này cũng vừa được chính thức diện kiến người dùng tại triển lãm Detroit Auto Show 2024. Sau 3 năm kể từ khi chính thức giới thiệu Ford F-150 thế hệ mới nhất, hãng xe Mỹ đã tiến hành nâng cấp mẫu bán tải bán chạy nhất trong lịch sử với nhiều công nghệ và động cơ mới được bổ sung. Thay đổi có thể nhận thấy rõ nhất của Ford F-150/2024 nằm ở khu vực đầu xe. Chúng ta có thể thấy đèn pha được thiết kế lại có dải đèn LED mới tạo thành hình chữ C ở các góc với thiết kế kéo dài từ đèn pha xuống cản trước bao quanh đèn sương mù. Tùy từng phiên bản, xe sẽ nhận được các kiểu lưới tản nhiệt riêng. Tiếp theo đó là cản trước và cửa thùng hàng Pro Access Tailgate mới. Cửa thùng hàng của mẫu xe bán tải cỡ lớn này đi kèm một cửa nhỏ hơn ở giữa, có thể mở với góc mở 100 độ, 70 độ và 37 độ. Trong đó, chế độ mở 37 độ cho phép người dùng tiếp cận thùng hàng ngay cả khi xe đang kéo toa móc phía sau. Những phiên bản được trang bị cửa thùng hàng Pro Access Tailgate sẽ đi kèm cản sau rộng hơn, đóng vai trò như bệ bước chân. Bên cạnh cửa mới, thùng hàng của Ford F-150/2024 còn đi kèm ngăn chứa đồ có khóa tiêu chuẩn nằm ở hốc bánh bên phía ghế phụ lái. Người dùng có thể tận dụng ngăn này để chứa những vật dụng nhỏ như công cụ hoặc đèn pin. Nếu chi thêm tiền, khách hàng có thể trang bị ngăn chứa đồ ở cả hai hốc bánh cho chiếc Ford F-150/2024 của mình. Ngoài ra, mỗi xe bán tải cỡ lớn này còn có gói ngoại thất màu đen Black Appearance Package, có thể lắp cho phần lớn các phiên bản. Riêng bản Platinum sẽ được trang bị những điểm nhấn ngoại thất màu đen ngay từ khi xuất xưởng. Bước vào bên trong khoang cabin của Ford F-150/2024, người lái sẽ bắt gặp màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch, tiêu chuẩn mới, và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Đây là lần đầu tiên mỗi xe bán tải cỡ lớn này có màn hình HUD. Xe cũng sở hữu hệ điều hành SIM 4. Để đảm bảo an toàn, Ford F-150/2024 được trang bị hệ thống Blue Cruise 1.2, phiên bản nâng cấp của gói trợ lái cấp độ 2. Hệ thống này bổ sung những tính năng an toàn mới như hỗ trợ chuyển làn đường và đưa xe về làn đường. Đồng thời, đây cũng là mẫu xe đầu tiên ở khu vực Bắc Mỹ có dịch vụ Stolen Vehicle Services nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng xác định vị trí của xe bị ăn trộm. Ford đã loại bỏ động cơ cơ sở 3.3 lít V6 hút khí tự nhiên ra khỏi dòng sản phẩm này và được thay thế bằng động cơ EcoBoost V6 2.7 lít, sản sinh công suất 325 mã lực và mô men xoắn cực đại 544 Nm. Ngoài ra, mẫu xe bán tải cỡ lớn của Ford còn có các tùy chọn động cơ quen thuộc như V8 dung tích 5.0 lít hay V6 dung tích 3.5 lít và hệ truyền động Hybrid. Theo hãng Ford, các động cơ này có sức mạnh lớn hơn trước nhưng không tiết lộ con số cụ thể. Đối với F-150 Raptor, xe vẫn sử dụng động cơ V8 5.2 lít siêu nạp, nhưng Ford đã hiệu chỉnh để tăng công suất lên hơn 700 mã lực. Thông tin chi tiết về phiên bản này sẽ được công bố sau. Ford F-150/2024 có sức kéo lên đến 6.123 kg và tải trọng tối đa 1.113 kg. Ford F-150/2024 sẽ có giá từ 38.565 USD, tăng 2.090 USD so với phiên bản 2023. Trong khi đó, phiên bản Raptor đầy đủ option có giá lên đến 118.590 USD. Xe sẽ được bán ra thị trường Bắc Mỹ vào đầu năm sau. Tại Việt Nam, Ford F-150 không được bán chính hãng mà được nhập về dưới dạng tư nhân cùng mức giá trên 5 tỷ đồng. Có thể nói, bộ bán tải này không chỉ hội tụ đầy đủ các yếu tố của một quái vật off-road mà còn sở hữu thiết kế hấp dẫn dễ dàng chinh phục cánh mày râu. Tuy nhiên, giá bán của mẫu bán tải này không hề rẻ, do đó chỉ những khách hàng Việt nào thực sự có đam mê off-road mới có thể dứt khoát xuống tiền cho khủng long Ford F-150. Bạn thấy mẫu xe này thế nào? Xin đừng ngần ngại để lại comment dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn like, chia sẻ và ấn vào nút theo dõi kênh để đón xem nhiều thông tin hay và hấp dẫn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!